Xin kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Theo tờ The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, lên tiếng về vụ tấn công khủng bố vào tòa thị chính Krokod, thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga, hồi tối 22 tháng 3. Theo đó, ông Zelensky nói, ông Putin và một số người chỉ đang cố đổ lỗi cho người khác. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Đã có những ngôi nhà bị phá hủy, những vụ nổ súng và vụ nổ, và họ luôn đổ lỗi cho người khác. Ông Zelensky cho rằng, việc ông Putin ban đầu giữ im lặng về vụ nổ súng để tìm cách kết nối nó với Ukraine. Ông Zelensky cho biết thêm, tất cả đều hoàn toàn có thể đoán trước được. Tổng thống Ukraine cũng cho rằng, những binh sĩ Nga đang chiến đấu ở Ukraine chắc chắn sẽ đủ để ngăn chặn bất kỳ kẻ khủng bố nào. Họ đã gửi hàng trăm ngàn kẻ khủng bố đến đây, trên đất Ukraine. Họ đang chiến đấu chống lại chúng tôi và không quan tâm đến những gì xảy ra ở đất nước họ, ông Zelensky nói. Bài phát biểu trên của ông Zelensky đưa ra ngay sau khi ông Putin phát biểu trước toàn quốc về vụ tấn công khủng bố. Trong đó, Tổng thống Nga lên án vụ tấn công là đẫm máu và dã man, và nói thêm rằng những kẻ tấn công bị bắt quả tang khi đang chạy trốn về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một cửa sổ để vượt biên giới đã được chuẩn bị từ phía Ukraine. Kiev trước đó đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước toàn quốc về vụ tấn công khủng bố tại một buổi hòa nhạc ở tòa thị chính Krokod, thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, Nga, vào tối ngày 22 tháng 3. Theo đài RT, trong bài phát biểu, ông Putin lên án vụ tấn công là đẫm máu và dã man, tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những người liên quan. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố ngày 24 tháng 3 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công. Ông Putin bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người phản ứng đầu tiên, cơ quan thực thi pháp luật và cả những công dân bình thường, những người đã giúp đỡ các nạn nhân của vụ tấn công. Tổng thống Putin nhấn mạnh một nỗ lực khác đang được tiến hành tập trung vào việc ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nữa. Ông Putin phát biểu rằng, tại thủ đô Moscow và khu vực Moscow, cũng như ở mọi vùng của đất nước, các biện pháp chống khủng bố và chống phá hoại bổ sung đã được đưa ra. Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn những kẻ đứng sau vụ tấn công đẫm máu này khỏi việc phạm tội mới. Tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công khủng bố. Ông Putin thông tin rằng, cho đến nay, 11 nghi phạm, trong đó có 4 thủ phạm trực tiếp tham gia vụ xả súng đã bị bắt. Ông Putin nói thêm rằng, những kẻ tấn công bị bắt quả tang khi đang chạy trốn về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một cửa sổ để vượt biên giới đã được chuẩn bị từ phía Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, tôi nhắc lại chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng đằng sau những kẻ khủng bố, những kẻ đã chuẩn bị hành vi tàn bạo này, cuộc tấn công vào nước Nga, vào người dân của chúng tôi. Trước đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Ukraine chắc chắn không liên quan những sự kiện này. Theo tờ The Kyiv Independent, trong một diễn biến liên quan, một nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức hòa nhạc ở tòa thị chính Krokod, thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, đêm 22 tháng 3 khai rằng anh ta đã tham gia với mục đích kiếm tiền, theo hãng tin Sputnik. Tôi bán người ở Krokod vì tiền, nghi phạm cho biết trong đoạn video thẩm vấn do bà Margarita Simonian, tổng biên tập tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnia, công ty mẹ của Sputnik, công bố trên mạng xã hội Telegram. Theo đoạn video, nghi phạm tên là Samsudin Faridun, sinh năm 1998, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhập cảnh vào Nga từ ngày 4 tháng 3. Nghi phạm khai rằng cách đây một tháng, anh ta đã được một người giấu tên liên lạc qua Telegram và sau đó cung cấp vũ khí. Nghi phạm cũng thừa nhận rằng những người phụ trách đã chỉ thị cho anh ta giết tất cả những người trong phòng hòa nhạc. Những người phụ trách đã hứa sẽ trả cho nghi phạm 500.000 rúp, tương đương 5.400 USD, nếu thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow, nhưng sau đó chỉ chuyển vào tài khoản của nghi phạm nửa số tiền nói trên. Mặc dù vậy, nghi phạm cho biết mức tiền được hứa hiện đã lên tới khoảng 1 triệu rúp, tương đương 10.800 USD. Nghi phạm cũng khai rằng anh ta đã đánh rơi thẻ ngân hàng trong quá trình chạy vào rừng để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát. Bộ Nội vụ Nga ngày 23 tháng 3 cho biết 4 tay súng tình nghi bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố làm hàng trăm người thương vong ở nhà hát Krokus City Hall gần Moscow đều là công dân nước ngoài. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin một số hung thủ là công dân Tajikistan, quốc gia giáp Afghanistan và là nơi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hoạt động.
IS cũng đã công bố một số bức ảnh chụp 4 kẻ thực hiện vụ xả súng kinh hoàng này. Chính quyền Nga thông báo đã bắt giữ cả 4 tay súng bị tình nghi thực hiện vụ xả súng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ truy tìm và trừng phạt những kẻ đứng sau vụ tấn công. Có thể thấy, vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong vòng 13 năm qua ở Moscow này đã được chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng, kể từ địa điểm, thời điểm tấn công cũng như kịch bản thực hiện. Cuộc tấn công diễn ra không chỉ vào một ngày thứ Sáu an bình cuối tuần mà còn ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8, được xem là thành công của nước Nga, vốn đem lại một niềm lạc quan nhất định trong cả nước, cũng khiến cho người dân phần nào chủ quan, lơ là trên góc độ an ninh, an toàn. Địa điểm tấn công, nhà hát Krokus City Hall cũng là nơi ít được quan tâm hơn về an ninh so với khu vực trung tâm thủ đô Moscow, nhưng cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động hội chợ hay biểu diễn có đông người tham gia. Những kẻ tấn công ban đầu nổ súng để gây sự chú ý và sau đó đã cho phát nổ một loại bom cháy khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng và gây đổ sập phần mái nhà hát, hòng gây hoảng loạn và thương vong tối đa cho khoảng 6.000 người trong khán phòng. 10 phút sau phát súng đầu tiên, đám cháy đã bùng phát trong tòa nhà do một vụ nổ và chỉ trong nửa giờ hầu hết tòa nhà đã chìm trong biển lửa. Mái nhà bị sập một phần. Khoảng 21 giờ 30 phút theo giờ Moscow, vụ nổ thứ hai xảy ra trong tòa nhà đang cháy và phải tới sáng hôm sau, lực lượng cứu hỏa mới có thể dập tắt. Đây là mất mát vô cùng lớn đối với nhân dân Nga, đúng như tâm trạng khi trên đường đến địa điểm tác nghiệp. Tôi thấy tất cả các bảng quảng cáo điện tử trên đường đều hiển thị hình ảnh cây nến cùng dòng chữ "Chúng tôi đau buồn", 22 tháng 3 năm 2024. Chủ nghĩa khủng bố đặc biệt là nhằm vào người dân vô tội, đáng phải lên án trên toàn thế giới. Hơn nữa, vụ khủng bố bi thảm này còn được lên kế hoạch để gây thương vong tối đa cho người dân vô tội, đặc biệt qua lời khai của một trong những kẻ tình nghi là thủ phạm bị bắt, rằng hắn nã súng tàn sát người vô tội vì được trả 500.000 rúp, khoảng 5.400 USD. Tuy nhiên, đúng như Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã khẳng định trong thông điệp chia buồn gửi người dân ngày 23 tháng 3, rằng nước Nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn khi trải qua những thử thách khó khăn nhất và nay cũng sẽ là như vậy. Người dân Nga vừa thể hiện tinh thần dân tộc, sự đoàn kết qua cuộc bầu cử tổng thống, thì nay một lần nữa, sự thống nhất, gắn kết và chia sẻ lại nổi bật qua những việc làm cao đẹp. Tính cách Nga không chỉ được thể hiện qua việc làm của các nhân viên cứu hỏa, lực lượng tình trạng khẩn cấp, bác sĩ hay nhân viên Ủy ban điều tra Liên bang Nga liên tục nỗ lực để nhanh chóng khắc phục thảm họa này. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 3, tất cả những người bị kẹt trong tòa nhà khi thoát ra ngoài đã được đưa bằng taxi miễn phí về nhà. Hãng taxi công nghệ Yandex đã đưa ra quyết định kịp thời này để hỗ trợ cho những người gặp nạn. Hàng loạt các ngân hàng Nga như Sberbank, VTB, Alpha, Shopcombank, Gazprombank, ngân hàng bưu điện tuyên bố sẵn sàng xóa toàn bộ các khoản nợ cho những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố. Và ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng 3, dòng người xếp hàng hiến máu tại các cơ sở y tế ở thủ đô Moscow đã kéo dài hàng trăm mét, thậm chí có nơi dài tới 1 km. Bất chấp trời mưa rét, hàng người đến để hiến máu cứ dài thêm. Trong số này còn có cả các thanh niên, tình nguyện viên cung cấp nước, đồ uống và bánh kẹp cho những người hiến máu. Đối với họ, điều thực sự ý nghĩa lúc này là làm được một điều gì đó, thực hiện được trách nhiệm nào đó cho những người bị hại để tăng thêm hy vọng sống sót. Đây không phải là lần đầu tiên nước Nga hứng chịu những vụ khủng bố kinh hoàng. Có những vụ khủng bố trở thành nỗi đau không thể nguôi ngoài trong lòng người Nga. Tối ngày 23 tháng 10 năm 2002, một nhóm ly khai khủng bố đã bắt khoảng 850 người làm con tin tại nhà hát Dubrovka ở Moscow. Tổng cộng 130 con tin bị sát hại trong thời gian bị giam giữ, 2-3 đêm. Trước khi lực lượng an ninh Nga có thể chế ngự các phần tử tấn công, đó còn là nỗi đau mang tên Beslan. Ngày 1 tháng 9 cách đây 20 năm, hơn 30 tay súng đã tấn công trường phổ thông số 1 ở thị trấn Beslan, Cộng hòa Bắc Ossetia, thuộc Nga đúng vào thời điểm diễn ra lễ khai giảng năm học mới, bắt giữ hơn 1.200 học sinh, phụ huynh và giáo viên. Đây được xem là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử đương đại của nước Nga, với tổng cộng 334 người thiệt mạng, trong đó có 183 trẻ em và hơn 800 người bị thương. Nỗi đau vẫn âm ỉ, nhưng người Nga không khuất phục trước khủng bố. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!